Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là tình cảm họ dành cho bạn. Và vì đây là một trải bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Ở đây mình có 3 tụ bài theo thứ tự từ dưới lên trên. Là tụ 1 cây viết màu xanh biển, tụ thứ 2 là cây viết màu xanh lá và tụ thứ 3 là cây viết màu đen. Các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn cảm thấy thích hoặc bị thu hút, mình sẽ trải bài sau vài giây. Mốc thời gian của các tụ bài thì mình sẽ để ở phần mô tả. Các bạn có thể bấm vào đó để đến với tụ bài của các bạn nhanh hơn. Và nếu như bạn thấy video clip này đúng, thấy hay thì đừng quên cho Zin một like và một subscribe nhé. Và bạn cũng có thể để lại những ý kiến hoặc là những góp ý cho kênh ở dưới phần bình luận. Đa phần thì Zin sẽ đọc hết những cái bình luận đó của các bạn. Và ở đó cũng có thể là nơi mà để cho Zin với các bạn có thể trò chuyện kết nối với nhau. Hoặc là các bạn cũng có thể để lại những chủ đề mà các bạn muốn Zin trải bài ở dưới phần bình luận đó luôn. Thì nếu như mà chủ đề nào có năng lượng khá là tích cực hoặc là được nhiều lượt like thì mình sẽ làm về cái chủ đề đó. Mình xin đến với phần trải bài của các bạn chọn tụ 1 là chọn cây viết màu xanh dương. Điều đầu tiên mình thấy là cái tình cảm của người này dành cho bạn nó thật sự là chưa đủ nhiều. Có nhưng mà nó không có nhiều đến mức là họ phải quá để tâm vào mối quan hệ này với bạn. Mình thấy người này là một người có cái tôi cũng khá là cao. Họ biết khi nào là họ cần dừng lại cái mối quan hệ. Không phải là mối quan hệ với bạn không, và tất cả các mối quan hệ họ đều như vậy. Họ luôn luôn cho họ một cái vị trí mà họ phải được tôn trọng, hoặc là cái đối phương phải nghe lời họ. Người này mình cảm thấy là có cái xu hướng là thích kiểm soát mối quan hệ nhiều. Nhìn chung lại thì mình thấy cái người này dành tình cảm cho bạn theo thuộc diện là chỉ là có hứng thú, có thích thú và cho mối quan hệ này cũng có hướng phát triển thôi. Chứ họ không đặt quá nhiều tâm tư vào mối quan hệ hoặc là nghĩ quá nhiều về bạn. Họ yêu bản thân của họ, họ yêu cuộc sống và họ thích chăm lo cho cuộc sống của họ nhiều hơn. Mình xin đến với phần trải bài của các bạn chọn tụ số 2, chọn cây viết màu xanh lá. Điều đầu tiên mình thấy có vẻ là mối quan hệ giữa bạn và người này có một khoảng thời gian im lặng hoặc là ngắt kết nối, hoặc là hai bạn đang ít tương tác lại với nhau. Thì người này dành tình cảm cho bạn trước đây nó sẽ thuộc diện là hơi thích hoặc là có một cái gì đó ràng buộc họ trong cái mối quan hệ với bạn. Và hiện giờ mình thấy thì cái tình cảm của họ dành cho bạn có sự thay đổi. Họ tự nhìn nhận bản thân của họ nhiều. Họ muốn bản thân của họ phải được tôn trọng trong mối quan hệ này, hoặc là bản thân họ phải được là chính họ. Có lẽ là trước đây họ từng đeo mặt nạ trong mối quan hệ với bạn, và họ thấy hiện giờ thì họ đang cảm thấy mệt và họ muốn thay đổi. Họ muốn được sống là chính họ trong cái mối quan hệ với bạn. Và có một điều có thể là nghe hơi đau lòng, nhưng mà tình cảm của người này dành cho bạn càng ngày càng ít đi. Và có thể là họ sẽ muốn có một sự thay đổi trong mối quan hệ này. Nếu như mà bạn muốn níu cái mối quan hệ này thì bạn phải có sự thay đổi trong chính con người của bạn. Mình không hẳn là mình ủng hộ là bạn phải thay đổi vì người này, nhưng mà thay đổi để cho mối quan hệ này tốt hơn. Có thể là cho họ sự chia sẻ, sự thông cảm và thử lắng nghe xem là người này muốn gì ở mối quan hệ với bạn. Mình xin đến với phần trải bài của các bạn chọn tụ số 3 là chọn cây viết màu đen. Điều đầu tiên mình thấy tình cảm người này dành cho bạn khá là nhiều. Nhiều đến mức mà họ phải suy nghĩ rất là nhiều. Họ bị căng thẳng trong mối quan hệ này. Họ muốn cho mối quan hệ này có một sự ổn định, một sự đi lâu dài. Nên là họ luôn luôn phải nhìn nhận bản thân của họ là họ
họ đã đối xử đủ tốt với bạn hay chưa. Mình thấy có một điều là người này rất là thích nhìn lén bạn hoặc là theo dõi bạn qua mạng xã hội, và mỗi lần theo dõi bạn như vậy thì họ lại càng cảm thấy, mặc dù là hạnh phúc, cảm thấy vui khi được nhìn thấy bạn, nhưng mà cũng áp lực về mối quan hệ giữa bạn với họ. Có thể là họ luôn thấy là họ không đủ tốt với bạn, hoặc là họ không xứng với bạn. Mình cảm thấy là cái nỗi sợ của người này trong quá khứ có thể là do từ nhỏ trong gia đình, hoặc là do những mối quan hệ trước đã gây ra cho họ cái sự tự ti như này. Nhưng nhìn chung lại thì mình thấy là tình cảm của người này dành cho bạn khá là nghiêm túc và cũng khá là nhiều. Họ suy nghĩ cho tương lai, nhưng mà họ cũng có đôi phần tự ti và lo sợ là họ sẽ không tốt với bạn, hoặc là cái mối quan hệ này sẽ không đi được cái hướng tích cực. Nên là vì vậy hãy quan tâm với họ, có thể là chia sẻ cho họ nhiều hơn để cho họ bớt tự ti và giải tỏa được nhiều cái năng lượng tiêu cực của họ. Mình thấy mối quan hệ giữa hai bạn cần có sự chia sẻ, cần có lòng tin, và bạn hãy cho họ cái niềm tin vào một cái tương lai tươi đẹp hơn, một tương lai có thể là hạnh phúc, và bản thân họ xứng đáng, miễn là họ chân thành và họ có cố gắng trong mối quan hệ. Bởi vì mình thấy người này suy nghĩ rất là nhiều, nên là bạn cần ở bên và cổ vũ họ để cho họ có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống.